It's all right. Sập cũng dậy được. Sập không dậy rồi con kia tao suy nghĩ mà mấy hôm nữa làm cách nào mà chả được ông ấy. Cho chú tôi dọn tiếp. Hồi cứ bình tĩnh anh. Bình tĩnh. Để đăng lên anh em nó thích không đã. Để đăng lên cho anh em nó gọi anh đã. Sạch sẽ quá nhỉ. Giá ra đi là bao nhiêu đây anh? Anh em có biết kìa. Giá cuối cùng là 25 triệu. 25 triệu. Này cán bộ không lấy phí quá nhỉ. Sạch đến tận đầu răm mà sạch quá. Lá như nhựa nhỉ. Răm lá nhựa. 25 triệu. Đứng ở chỗ này ta. Nay cứ tưởng không có chợ. Phiên tăng thiếu, phiên 29 ngày. Phiên 29 ngày các bạn. Với lại nó bị chiếm mất cái chỗ bãi đằng kia để bãi đằng kia để người ta bày triển lãm gỗ, bày hội chợ gỗ, đồ gỗ. Đấy, cho nên là mất chỗ bán. Thứ hai là cũng có mấy cái triển lãm đang loanh quanh ở đây, Đông Anh biết. Đấy, người ta chợ thấy cái cây có ý kiện này. Cây này đẹp, 25 triệu. Rất sạch sẽ, đá biết. Quên đấy, đọc số các anh ạ. Đọc số điện thoại 0967 113. 0967 113 113 013 013 rồi, số anh Tiện, cây chủ cây. Nguy hiểm quá. Lam ơi, bắt cây à? Cây đẹp đấy. Cái da của nó có một cái đặc trưng nốt rất là hay. Nó tấm này. Và cái vào đá này cũng được. Những hòn đá này cũng được. Những hòn đá khá được. Kiểu như là ngu rùa, mai rùa. Cái da nó nhìn hay nhỉ? Da nó da sạch da trong. Nhìn rất hay, rất đều, đẹp. Đấy, rẽ vùng tán rất nhỏ, rất là hiện đại, vẫn mang nét cổ mà là vẫn đậm hiện đại, có tính hiện đại. Cả hai mặt đều đẹp, rất đầy đặn phúc hậu. Con này mà chơi Tết thì thôi rồi nhỉ. Chơi Tết thì thôi rồi, đầy đặn phúc hậu, chơi sướng. 25 triệu thôi, được cả cây lẫn đá. Có cả bể luôn. Muốn cho vào sân lắm các ông ạ, nhưng mà căng, không có điều kiện căng lắm. Muốn cho vào sân lắm. Đây, phần này chân bể sạch, rất sạch. Cái đá này cũng được, đang kiểu mu rùa đấy nhỉ, quy xuất động đây. Ngồi bể đẹp lắm rồi, chưa kéo về mà chú thích đấy, anh kéo cả bể lên được luôn. Để anh em để đăng lên, anh em có tiền có điều kiện thích alo trước cái đã. Chú rất là lấy không hợp lý mà anh bán anh phải giúp vốn đang cần tiền. Chết quá, em hù húng chó quá, vào mấy cái cây mệt quá. Nó chả đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà bây giờ nó cái điều kiện mình nó con này kia giữ đấy, đúng cái chỗ cửa sổ nhà chú đấy. Đẹp ấy. Cứ anh cứ cây đẹp anh lại lấy về sau đâu chết dở. Cứ cây đẹp anh lại lấy về sau đâu chết dở. Đi mình gặp cái đôi của chú lấy về là cái đôi đấy là đôi đẹp chứ không đôi xấu đâu. Vâng, thì đấy là cây sau là đẹp hơn, cứ làm nào. Mấy cái hôm nọ có ông mua cả đôi cũng đẹp. Cái ông ở đằng kia kìa, mua cả đôi, đây cũng đẹp. Chung à? Sáng nay đập rượu nhé. Sáng thì ngồi hầu chứ không vã được.
không tát được. Xa lâu ra. Bây giờ ra cứ tưởng đây không có chợ. Hàng nhiều. Không ra. Ngồi đằng kia chán quá, ra đằng này có. À vừa mua đằng kia. Vâng, hôm trước ngồi chán. Vừa nãy em lượn đằng này có thấy gì đâu? Có thấy chứ. Thấy gỗ biết. Bao nhiêu đấy không thấy gì. Tối về lên sàn nó cho anh ấy. Vâng. Đấy, anh nào? Tí nữa. Group rồi. Con nào? Hay đấy. Anh nhìn cái kia. Ông tán mà bây giờ tỉa tỉa đi Tết nó ra một mẻ này luôn. Đẹp. Dễ buông rất chuẩn. Sạch cây. Được cả cây lẫn đá. Bao nhiêu năm tháng. Bông tán chia rất hiện đại. Cán bộ kêu đi công tác. Cán bộ mùa thể thao. Mùa thể thao bạn ạ. SEA Games đẳng cấp xem nào. Đấy ra. Ê, con hôm trước là bay rồi gì? Ừ, bay ngày. Chúng con lên phẩy để bay ngày. Đấy. Cây đẹp đấy. Một trong những cây đẹp quý đấy. Sau này thì kiếm những cây này ngoài chợ lại ít, không có. Tất nhiên vào trong vườn có, nhưng mà mỗi cây một vẻ. Nhưng mà ra chợ này không có. Alo anh Kiện mà lấy các bác ạ, nếu các bác có điều kiện. Có điều kiện hãy gặp anh Kiện. Hoặc là chỉ cần mê thôi, tìm cái tiếng nói chung là được. Đấy, lượn như cả cảnh quanh cái cây này. Mặt nào chơi cũng được. Đấy, khá là kỹ đấy anh ạ. Khá là kỹ đấy. Tối là cho lên luôn. Giờ còn đi làm nữa không có cho anh lên luôn. Tối không lên cho lên đâu. Vâng, ok. Đẹp, đẹp. Chất lượng. Thôi tôi không phải cho lên thì kéo chờ mai, thằng Hoa chở lên cho chú. Trời, chết. Giờ đây. Chưa dám đến tuổi. Chưa đến tuổi. Ghê, muốn lắm ấy. Anh yêu ái lắm nhưng mà không ấy được. Đâu anh Trung để cây đằng này à? Cây này. Có cây này đẹp nhất chợ đâu. Anh à, sao thấy được cái gì cho anh? Đâu anh Trung? Trung ơi, có cây nào đấy? To quá. À loạn này à? To quá. B của mình cũng lên tầm 10. Lục vương à? Lục vương. Xanh. Đa. Hợp lý hết cỡ. Dưới là bao nhiêu anh? Rẻ quá người ta lại chả mua thì chết. Rồi, rẻ quá ai cái nó phải tương tương tí giá trị. Cái này lâu năm cái. Quốc hồn quốc túy của Việt Nam ấy, nên chơi. Cái nhiều tiền mới là cái giá trị đúng không? Nên là muốn biến nó thành giá trị là phải hô nó nhiều tiền. Nhiều triệu rồi, tôi nhận được 10 triệu. Lúc mua thấy nó rẻ mà chắc cái này nó có vấn đề gì rồi. Không muốn mua. Đấy, mua cái này. Đi đây giá này. Đi đây giá hơn. Làm cái con đa này hơi lâu, năm của nó. Đa thì lâu lắm. Đa lâu. Cái chậu dưới chiếu thủy.
không, chậu cây to quá. Bé hơn đấy tí. Chậu cây của chúng tôi là những cây như này là ngồi lên đây vô tư. Dung lắc khoảng này. Chậu đấy mới nhập về mới chậu đẹp. Dày, nó cũng dày, trâu hoặc là ấy nó cũng liếm, dày. Cái đồi nó là dẻo chứ. Cái dành dành. Ngồi lên thoải mái, lắc lư. Thời chăn trâu cắt cỏ. Cái cỏ. Xưa những cái món cây nhiều lắm, chả để ý. Giờ có những khu vực vẫn còn. Chỉ có đi xa, nghèo lánh. Cây vàng treo. Anh ơi, vừa rồi nhá. Mỗi lúc mua chị ạ, hai về bán sớm ra một bàn. Mỗi lúc mua chị ạ, hai về bán sớm ra một bàn. Bán sớm ra một bàn. Cầm mấy lúc chị ạ. Em mới lên xong mai mua lên xong việc ạ. Mấy lúc mua rồi, nè ra một. Sau khi em mua cây vàng treo ở cái loại nhẫn nó mua cây vàng nó treo, mua cái gì treo ở ông mắt đi lấy gì của anh ạ? Cây vàng mua cây ai là mua nhẫn hoa vàng, mua ba cành hoa vàng, bốn cành hoa, ba cành hoa vàng, năm cành, năm nó mọc vàng, nó sáng tạo chứ. Toàn cây đẹp cái khủng này.